trình đêm giao lưu văn nghệ mừng sinh nhật lần thứ nhất câu lạc bộ dân vũ xóm Hoành Nộ, xã Giao An xin phép được bắt đầu.
Vâng, thật là tuyệt vời. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu rất là nhiều. Xin kính chào các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con về dự đêm giao lưu văn nghệ mừng sinh nhật lần thứ nhất câu lạc bộ dân vũ xóm Hoành Lộ, xã Giao An hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho chương trình giao lưu văn nghệ câu lạc bộ dân vũ xóm Hoành Lộ được thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ xã Giao An nói chung và phụ nữ xóm Hoành Lộ nói riêng luôn thể hiện sự đoàn kết, tự tin, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng các tiêu chí xóm thông minh kiểu mẫu và tỏa sáng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong mọi thời đại. Với thông điệp tự hào phụ nữ Việt Nam, Chi hội phụ nữ xóm Hoành Lộ vinh dự là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu trong mọi phong trào và đặc biệt là phong trào dân vũ thể dục thể thao. Trong một năm qua, Chi hội phụ nữ xóm đã thành lập câu lạc bộ dân vũ Thức Vũ Kinh và hoạt động mạnh mẽ nhằm kết nối, khơi dậy tinh thần thể dục thể thao trong cán bộ hội viên, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Được sự nhất trí của ban chi ủy, ban lãnh đạo xóm, hôm nay câu lạc bộ dân vũ xóm Hoành Lộ tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng sinh nhật lần thứ nhất với chủ đề Phụ nữ Giao An đoàn kết, tự tin, khỏe đẹp, nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho chị em phụ nữ tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, góp phần xây dựng xã Giao An ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Tới tham dự chương trình ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự và cổ vũ phong trào. Về phía lãnh đạo địa phương, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Na, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, ông Nguyễn Công Ích, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, cùng các ông bà trong Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân xã, các đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể, các vị đại biểu là bí thư chi bộ, xóm trưởng và chi hội trưởng các chi hội phụ nữ trong toàn xã đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu xóm, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Quang Thảo, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư xóm Hoành Lộ, ông Đinh Ngọc Châu, xóm trưởng xóm Hoành Lộ, cùng các vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong xóm, các chiến sĩ đồn biên phòng Ba Lạt đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đến dự đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay còn có đông đủ các thành viên các câu lạc bộ dân vũ Thức Vũ Kinh trong toàn xã đã về đây góp phần cho sự thành công của đêm văn nghệ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Để có được phong trào mạnh mẽ và phát triển như ngày hôm nay, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của chị em trong câu lạc bộ, đó chính là sự cổ vũ, động viên, sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của các gia đình và bà con nhân dân trong xã. Hôm nay cũng đã sắp xếp công việc trở về đây để cổ vũ cho đêm giao lưu văn nghệ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, trong một năm qua, sự ra đời và trưởng thành của câu lạc bộ đã khẳng định những bước đi vững chắc của chị em trong việc xây dựng phong trào và dàn dựng các tiết mục văn nghệ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Chúng tôi không thể không nhắc đến những người đã xây dựng và đặt nền móng cho câu lạc bộ ngày càng phát triển hơn nữa. Và ngay sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu mời lên sân khấu bà Ngô Thị Nhung, đại diện câu lạc bộ nên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà, các chị và toàn thể nhân dân, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, được sự nhất trí của ban chi ủy, ban lãnh đạo xóm, hôm nay chi hội phụ nữ xóm Hoành Lộ tổ chức giao lưu đêm văn nghệ đánh dấu một năm câu lạc bộ dân vũ và Thức Vũ Kinh xóm Hoành Lộ ra đời. Thay mặt câu lạc bộ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo địa phương, các vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo các xóm, các ban ngành đoàn thể, các
các nhà tài trợ nhiệt liệt chào mừng các câu lạc bộ trong xóm, trong xã cùng toàn thể nhân dân đã về tham gia cổ vũ đêm giao lưu hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, dân vũ khiêu vũ tức vũ kinh là vũ điệu của tập thể, của cộng đồng. Qua các vũ điệu này giúp cho chị em phụ nữ giải tỏa căng thẳng, kết nối mọi người gần gũi lại với nhau. Giao lưu là cơ hội cho các chi hội thể hiện tinh thần đoàn kết, khả năng tự tin trong các hoạt động tập thể, là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tạo cầu nối gắn kết giữa các hội viên, khơi dậy phong trào văn nghệ quần chúng sôi nổi, góp phần xây dựng xã Giao An ngày một văn minh hiện đại. Phụ nữ xã Giao An nói chung và phụ nữ xóm Hoành Lộ nói riêng luôn thực hiện chủ đề phụ nữ tích cực, học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước giàu đẹp văn minh. Họ tự tin, năng động, tham gia vào các lĩnh vực của đời sống với tâm thế chủ động, tích cực. Họ vừa là người giữ lửa trong gia đình, vừa có những đóng góp tích cực cho xã hội, nhất là xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp cho gia đình và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hôm nay, phụ nữ xóm Hoành Lộ xin gửi gắm đến một nửa thế giới một thông điệp: nếu đã sinh ra là phụ nữ thì nhất định phải sống rực rỡ như những đóa hoa. Người khác không nhận ra vẻ đẹp của bạn, nhưng bạn chắc chắn phải nhận ra vẻ đẹp của chính mình. Với tinh thần và ý nghĩa đó, thay mặt câu lạc bộ dân vũ xóm Hoành Lộ, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện và cổ vũ của các vị đại biểu cùng toàn thể khán giả. Chúc các vị đại biểu khách quý, các bà, các mẹ, các chị cùng toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bà. Ban tổ chức trân trọng kính mời bà Trần Thị Hương, đại diện cho câu lạc bộ, nên tặng hoa và quà cho bà Nguyễn Thị Nhung. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Quang Thảo, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư xóm Hoành Lộ, nên có ý kiến phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, hôm nay các câu lạc bộ xã nhà tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ dân vũ và chào mừng phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Được về dự và chung vui với buổi giao lưu văn nghệ hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong xóm xin gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đêm giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Về dự và chung vui với buổi giao lưu văn nghệ hôm nay, về cấp ủy chi bộ có bó hoa tươi thắm và có chút quà để chúc mừng câu lạc bộ chúng ta thành lập một năm và chúc mừng phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau đây xin trân trọng kính mời vị đại biểu chủ nhiệm câu lạc bộ và xóm lên nhận hoa và quà. Sự phát triển của câu lạc bộ, ông Đỗ Xuân Đáng đại diện hội trai làng Hoành Lộ, ông Phạm Văn Nễ đại diện tập đoàn trang trại khu đất quy hoạch nên tặng hoa và quà cho câu lạc bộ.
đáp lại tình cảm mà các câu lạc bộ dành cho câu lạc bộ dân vũ xóm Hoành Nộ trong thời gian vừa qua, cũng như trong buổi tối ngày hôm nay. Câu lạc bộ dân vũ xóm nhà cũng có quà tặng cho các câu lạc bộ. Sau đây xin trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện các câu lạc bộ xóm Trừng Nguyên, xóm Thủy Nhai, xóm Điện Biên Đông, khu 5 xóm Hoành Nộ lên nhận quà. Được rất nhiều các quà của các tập thể cá nhân và các ban ngành đoàn thể ủng hộ và cổ vũ cho câu lạc bộ. Xin trân trọng cảm ơn những món quà và những bó hoa tươi thắm cũng như tình cảm của các vị đại biểu đã dành cho câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, không để các quý vị phải chờ lâu nữa hơn nữa, xin kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể bà con hướng về sân khấu để thưởng thức những tiết mục sôi động, ấn tượng đến từ câu lạc bộ của các chi hội. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng chào đón tiết mục mở màn đầu tiên, tiết mục nhảy Cô Gái Mở Đường do câu lạc bộ dân vũ xóm Hoành Nộ biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yeah.
sau đêm lấp lánh tiếng hát ai vang đồng thay rời, phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cúi đầu, em đi bắc những nhịp cầu nối những con đường tổ quốc yêu thương cho xe thẳng tới chiến trường. Cô gái biển quê ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em phá đá mở đường, rằng có phải đổi những em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương rung lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói Bác Hồ trong tim người sáng như sao mai lấp lánh rọi núi rừng, soi cho em đắp chặng đường trên đất quê nhà tổ quốc yêu thương. Ôi con đường mới anh hùng, đêm đã về khuya sương rơi ướt áo, tiếng hát em vẫn vọng núi rừng, mặc bom rơi pháo sáng mịt mùng, em vẫn mở đường để xe đi tới. Yêu biết bao cô gái đêm ngày vui mở đường, rừng trăm hoa thắm nở chẳng có hoa nào bằng. Em đi san rừng, em đi vạt núi, em như con suối nước chảy không ngừng, em đang bước tiếp chặng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương. Góp công cùng chiến thắng dù, góp công cùng tiên phương chiến thắng dù. Tiếp theo chương trình là tiết mục Khỏe Bói do câu lạc bộ xóm Điện Biên Đông biểu diễn.
Tiếp theo chương trình là bài múa Con Cào Cào do các con thiếu nhi xóm Hoành Lộ biểu diễn.
Tiếp theo chương trình là bài nhảy 18 bước trên nền nhạc hoa do câu lạc bộ xóm Trường Nguyên biểu diễn. Biểu diễn. Một nụ hồng dấu yêu em tặng người, một nụ hôn em khao khát bao nhiêu ngày tháng, và em giữ nắng ấm em giữ những cơn mưa để hoa mãi mãi thắm xanh với tình em. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến anh từng đêm, và em giữ gió cách không để gió bay qua. Giờ anh thức giấc với em qua hiểu người, người yêu hỡi xem trái tim em yêu người nhé. Người không vui em sẽ đem thiên đường trốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui.
theo chương trình là tiết mục Nàng Sơn Ca do các cụ đến từ câu lạc bộ Thức Vũ Quynh xóm Hoành Lộ biểu diễn. Mộng đẹp ngày xưa do khu 5 câu lạc bộ xóm Hoành Lộ biểu diễn. Tình nồng ấm vai kề vai, ta dệt
giấc mơ mang đầy u buồn.
Tiếp theo chương trình là tiết mục Tiến về Hà Nội do câu lạc bộ xóm Thủy Nhai trình bày. Chương trình là bài múa Đất Phương Nam do Nguyễn Bích và Nguyễn Trang biểu diễn.
đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca đất phương Nam. Nhắn ai đi về miền đất phương Nam, đời săn mây trắng trôi dòng cầu đăng giang, mơn mông rừng cao bạc ngàn vừa xanh, còn đâu đây tiếng gió lửa vi mà ngỡ con tàu đổ sóng bờ xa, nỉ non sao điên nhạc kêu chiều vườn gió phương Nam phiêu bạc theo thủy triều, dẫu trải qua tăng cầm dòng cô qua bao cuộc để dâu mãi dâng cho đời bài tình ca đất phương Nam, còn đâu để nhận hoa của câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình buổi tối ngày hôm nay là tiết mục đơn ca đất nước chọn niềm vui do Nguyễn Tuấn đến từ đồn biên phòng Ba Lạt trình bày. Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng bác Hồ dậy từ non sông, rào rừng sau hôm nay các vui vui hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắc son đã vang. Đi trong một ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng bác Hồ dậy từ non sông, rào rừng sau hôm nay bác vui vui hội toàn dân. Thành Đồng ôi
Ba Lạt. Xin trân trọng kính mời bà. Xin chân thành cảm ơn chị. Tiếp theo chương trình là bài múa Chân Em Chọn Lối Này, câu lạc bộ xóm Thiện Xuân trình bày. Mục ngõ vắng xôn xao do câu lạc bộ xóm Thủy Nhai trình bày. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu đầy ngõ vắng, một chùm hoa chưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Tôi yêu người là một bông hoa nắng, tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong yên lặng mà lại mênh mông lắm.
nắng mãi nên mưa gọi chưa hè loạn nước vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu chiều ngõ vắng xôn xao có thêm mấy bé gái cùng nhảy dây khoe áo dâng hoa ngập hồn là tiết mục song ca Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh do Vũ Mười và Quang Thủy câu lạc bộ Hoành Lộ thể hiện. Ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có cái chi, sóng gió hò trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thác lụa, lời tớ gió gian trở bao tình vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi
sóng gió hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Bài múa Người già ơn Đảng do câu lạc bộ Thức Phú Quynh xóm Hoành Lộ trình bày, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
theo chương trình là bài nhảy Zumba Mưa Nhẹ Tháng 3 do khu 5 câu lạc bộ xóm Hoành Lộ biểu diễn. Bài múa Tình Thắm Duyên Quê do câu lạc bộ xóm Hoành Lộ biểu diễn.
tranh ngọt ngào sen hương vương mãi tóc xanh. Những tình mân mà là những tình đơn sơ, quy tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Mẹ xa ngôi trông che đùa sớm dưới, du dung môi cười như thuở còn đôi. Múa chờ trông ai do câu lạc bộ xóm Điện Biên Đông trình bày. Chờ trông trong
mai, đêm nay sáng trăng. Không nói không rằng em đi kiếm anh, mà tìm em bao năm dài lê thê mà đường thôn quê. Tiết mục nhảy cha cha đôi qua nền nhạc 10 năm đợi chờ do câu lạc bộ Xóm Hoành Lộ biểu diễn. 10 năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tôi tình. 10 năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Sao vẫn đời vẫn chờ tin anh cho buồn tuổi xanh. 10 năm rồi anh loanh quanh vui say trong câu hát nụ cười. Tình yêu đầu anh buông trôi đi theo lời thề non hẹn biển. Thôi hơi người tình ơi.
chưa một lần thề non hẹn biển, mà tình yêu sao vẫn đầy lòng thủy chung. Em vẫn chờ anh, bây giờ chỉ còn em thôi. Khách quý, các đội dân vũ trên toàn xã cùng toàn thể bà con nhân dân đã về cổ vũ và ủng hộ cho phong trào câu lạc bộ dân vũ xóm nhà. Tôi xin tuyên bố khép lại chương trình giao lưu văn nghệ đêm nay. Xin chào và hẹn gặp.